Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin móc đường dây cấu kết của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, coi chừng lại nhào đầu như tất thành cang. Công ty Phúc Lộc làm mưa làm gió tại Hải Phòng, nhiều quan chức đã bị kỷ luật nếu có hành vi tương tự cho vụ giao 11,8 hectare đất cho Phúc Lộc, nhiều ông bí thư Lê Văn Thành, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng vẫn không hề hấn gì. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vẫn chưa hề chú ý đến sai phạm đất đai ở Hải Phòng là một câu hỏi to mà xã hội đang quan tâm. Trong bộ máy của nhà nước Cộng sản Việt Nam gần như không có một quan chức nào trong sạch cả. Chỉ cần có người ra tay gây áp lực thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trọng sẽ không thể ngồi yên mãi được. Chính vì thế, phe đối thủ ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành những ngày gần đây đã tung ra nhiều tài liệu thâm cung bí sử moi móc sai phạm của ông đương kim Phó Thủ tướng này. Đây là hình ảnh công ty Phúc Lộc, một công ty nhận được nhiều ưu ái từ ông Lê Văn Thành. Nếu không cấu kết lợi ích nhóm thì không thể ăn đậm. Và ông Lê Văn Thành đang bị khui ra đường dây cấu kết như thế. Hiện nay, ông Tất Thành Cang thì đã ngồi tù và ông Quốc Cường Gia Lai đang bị sở gáy. Với việc khui ra nguồn gốc của công ty Phúc Lộc đang làm lộ rõ một đường dây lợi ích của ông Phó Thủ tướng thân cận với ông Phạm Minh Chính. Câu hỏi đặt ra là công ty Phúc Lộc là ai mà được ông Lê Văn Thành, bí thư Hải Phòng lúc đó và ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch ưu ái đến như vậy? Câu trả lời là công ty này là con rể và con gái nguyên bí thư Ninh Bình, Đinh Văn Hùng làm chủ. Ông Hùng từng nổi tiếng với vụ mua chống đồng 1,2 triệu đô la. Quan chức đầu tỉnh này cấu kết với quan chức đầu tỉnh kia, kẻ tung người hứng những dự án đất vàng cuối cùng doanh nghiệp hốt giá bèo, rồi đầu tư bán lại kiếm lời rất lớn để chia chác cho nhau. Không chỉ cướp được những dự án bất động sản lớn không thông qua đấu giá hoặc đấu thầu ở Hải Phòng, công ty Phúc Lộc của con gái bí thư Hùng Ninh Bình còn có vị thế tương tự ở nhiều tỉnh khác trong cả nước, và những miếng đất đó cứ lần lượt vào tay họ. Đó chính là tài sản của đất nước, của nhân dân. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ngoài việc đỡ đầu cho công ty Phúc Lộc, ông Lê Văn Thành khi là bí thư Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Tùng là chủ tịch cũng nâng đỡ các dự án khác theo như việc chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nghĩa xây dựng chợ đầu mối hoa quả diện tích 3,85 ha ở quận Hồng Bàng và 3,1 ha đất nhà ở xã hội thành nhà ở và thương mại Him Lam. Ông Lê Văn Thành là phó thủ tướng đảm nhiệm vai trò tương tự như ông Hoàng Trung Hải dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó ông Hoàng Trung Hải dính một núi sai phạm. Hiện tại ông Lê Văn Thành cũng đang bị đối thủ chính trị đánh vào sai phạm tựa như Hoàng Trung Hải lúc trước đây. Và việc còn lại là ông Lê Văn Thành sẽ trông đỡ ra sao mà thôi. Với kiểu đánh vào ông Lê Văn Thành như thế, người đó phải nắm rất rõ vấn đề điều hành chính phủ. Người ta cho rằng ông Chủ tịch Phúc giờ đang khóa được hướng điều tra của ông Tô Lâm Nhâm nhằm vào vợ ông thì ông lại rảnh tay tiến hành phản công lại. Ông Chủ tịch Phúc từng là người đứng đầu chính phủ nên ông biết ở đâu nơi chính phủ là chân trụ yếu. Tất nhiên đứng sau lưng ông Lê Văn Thành là Phạm Minh Chính. Nếu ông Chủ tịch Phúc có tấn công vào Lê Văn Thành thì ông này cũng không thể dễ đổ. Bởi ông Thành có hệ thống bảo vệ từ thời ông còn làm bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng. Và việc trở cờ tấn công lại phe chính phủ cho thấy ông Chủ tịch nước đang hồi sức sau vụ Việt Á mà thôi, chứ chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Chủ tịch Phúc sẽ thắng cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay các bên vẫn tuồn tài liệu chuyện thâm cung ra ngoài xã hội để chiến đấu với nhau. Khi áp lực xã hội đủ lớn thì dù muốn hay không, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào cuộc. Cho nên phe ông Chủ tịch đang thu thập tài liệu rất chi tiết về sai phạm của ông Lê Văn Thành mà tấn công. Như thế dư luận xã hội có bùng phát mạnh hay không? Nếu bùng phát mạnh thì rất có thể sự nghiệp chính trị của ông Lê Văn Thành cũng ngã nhào như Tất Thành Cang. Lúc đó lại có phim hay để người Việt Nam trong và ngoài nước cùng được xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ chao đảo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bị tấn công, to chuyện. Ông Lê Văn Thành là một trong bốn phó thủ tướng của Chính phủ Việt Nam. Ông này vào chính phủ từ vị trí là bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng, được xem là nhảy ngang như ông Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương qua ghế thủ tướng đầy quyền lực.
Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính lúc đó đã chắc xuất thủ tướng lên danh sách chuẩn bị cho một dàn phụ tá mới. Trong đó, ông Chính ưu tiên chọn ông Lê Văn Thành. Ông Lê Văn Thành từng là quan chức bên khối doanh nghiệp nhà nước, sau đó ông Thành nhảy qua bên chính quyền rồi đến bên Đảng với chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng. Thời làm Bí thư Hải Phòng, ông Thành đã từng bị bầu đệ tố lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tội ông Thành cản trở doanh nghiệp. Bầu đệ đứng danh Ủy viên Ban chấp hành VCCI là thuộc chính phủ, tiếp đến là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tố việc một container từ Hải Phòng về đến Hà Nội đắt gấp 3 lần từ Trung Quốc về Việt Nam. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Dù ông Lê Văn Thành có nhiều tai tiếng như thế, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn phớt lờ và phân công ông Thành chịu trách nhiệm nhiều mảng quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, điện, bất động sản, tài nguyên và các dự án trọng điểm như giao thông, vận tải. Khi làm Phó Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 quyết tâm thực hiện dự án Long Thành. Là người chịu trách nhiệm dự án này, ông Thành tuyên bố trong cuộc họp có mặt ông Bộ trưởng Thể rằng ai làm chậm tiến độ thì đứng ra ngoài. Bộ trưởng Thể nhìn nhận tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, nêu ra một số nguyên nhân. Ông Thành đe dọa nếu đến năm 2025 mà những mốc mạch ra và những vạch ra không đạt được thì sẽ xử lý kiểm điểm. Lời nói mạnh này dựa hơi ông Thủ tướng. Một liên minh hiện nay được cho là khá vững chắc. Thời ông Thành làm Bí thư Hải Phòng cũng là thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm đại biểu Quốc hội ở đây. Trên cương vị Thủ tướng và đại biểu Quốc hội, ông Phúc đã nhiều lần bật đèn xanh cho các doanh nghiệp, các đồng chí tố cáo, khiếu nại những chỉ đạo của ông Thành. Tuy nhiên, ông Thành vẫn không hề hấn gì. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, trên cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức hội thảo lý luận thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vài ngày sau, một văn kiện quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng được tung ra ngoài là thông báo số 826 được ghi vào ngày 23 tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Nội dung văn kiện này như sau: giao 11,8 hectare đất cho tập đoàn Phúc Lộc từ năm 2015 để thực hiện dự án khu nhà ở quận Hải An khi chưa lập dự án, khi chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/500, không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu theo quy định, không giao quỹ nhà ở xã hội 20% theo quy định của pháp luật. Về dự án này, sau khi ông Thành lên làm Phó Thủ tướng, tập đoàn Phúc Lộc đã có văn bản tự nguyện xin trả lại đất cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vào tháng 12 năm 2021, mặc dù đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án như san lấp toàn bộ dự án, xây dựng đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh, tạo thành các ô thừa vuông vắn. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt bán đấu giá tại quyết định số 1721, giá khởi điểm thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất là 665 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất là 121 tỷ đồng, tổng mức giá khởi điểm là hơn 786 tỷ đồng. Như vậy là sau khi bị ông Phúc tấn công vào vấn đề sai phạm, tập đoàn Phúc Lộc đã phải bỏ của cứu người, mất trắng vài trăm tỷ đồng đầu tư dự án hạ tầng cơ sở để cho ông Lê Văn Thành được thoát nạn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người được cho rằng đang đỡ đầu cho ông Lê Văn Thành. Hiện nay không biết ông Lê Văn Thành sẽ đối phó như thế nào. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước sau khi lấy lại phong độ thì vẫn cứ dí vào sai phạm này, khiến ông Lê Văn Thành phải tìm cách chống đỡ. Nội bộ chính trị trong chính phủ giờ đang rất phức tạp, các phe đấu đá nhau rất mệt. Và người bắn phát súng lệnh cho vấn đề này chính là ông Chủ tịch nước. Không biết sự việc sẽ diễn biến ra sao, chúng ta sẽ được tiếp kiến vào thời gian tới khi những diễn biến tiếp tục xảy ra.